Kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại Phượng Xuân, quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có diện tích là ngang 5 và chiều sâu là 17m. Thổ cư là 80m² và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Lô đất của chúng ta có vị trí là nằm ở đường nhánh đường TX 25. Từ vị trí lô đất chúng ta về Ủy ban Nhân dân quận 12 chỉ khoảng hơn 700m. Và trong bán kính hơn 1km chúng ta có chợ Thịnh Xuân, chợ Hiệp Thành, Ủy ban phường Thịnh Xuân, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ, Bách Hóa Xanh, siêu thị rất là đầy đủ. Lô đất của chúng ta thì nằm trong khu phân lô đồng bộ rất là đẹp. Đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 8m, hai xe ô tô né nhau. Những ngôi nhà 2 tầng xung quanh của chúng ta đã và đang được xây dựng lên rất là nhiều. Hiện tại bây giờ những lô đất có chiều ngang là 5m ở quận 12 bây giờ thì rất là ít. Với một lô đất có diện tích đẹp, chiều ngang 5 và chiều dài 17, đường trước nhà là 8m và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ, chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ đường TX 25 vào lô đất cho chúng ta xem. Hiện tại thì Phúc đang đứng ngay đầu đường cầu Ba Phụ, khúc giao nhau với đường TX 25. Từ vị trí này chúng ta chạy 400m là chúng ta sẽ tới vị trí lô đất. Đường từ đây vào tới lô đất toàn bộ là nhựa hết nha quý anh chị. Nếu quý anh chị muốn sở hữu lô đất thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để xem trực tiếp lô đất và gặp trực tiếp chủ để chúng ta làm việc. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 5m và chiều dài là 17m, thổ cư là 80m² và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Giá này chủ sẽ hứa bớt lọc lá cho chúng ta. Từ vị trí lô đất của chúng ta về tới Ủy ban quận 12 chỉ hơn 700m và 2km chúng ta sẽ bước vào địa phận của Rò Vằn, Gò Vấp và hơn 6km là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Một lô đất có diện tích rất là đẹp, 5 x 17 và ở một vị trí cũng rất là đẹp, được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 400 triệu. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem vị trí lô đất và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Video review lô đất 5 x 17 có giá là 3 tỷ 4 nằm ở đường nhánh TX 25 của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn nút cái chuông để nhận được những thông báo về khung giá nhà và đất ở phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.